bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tha miết sẽ tự nhiên khai ngộ. Phương pháp căn bản để tham thiền là lấy mắt nhìn xuống mũi, mũi quan miệng, miệng quan tâm. Dùng cách này để chế ngự tâm viên ý mã, tức là điều phục khỉ lăng xăng, và chế ngự ngựa hoang của tự tâm, và cốt giữ cho tâm không hướng ra ngoài để truy cầu. Trong thiền đường, hành giả đừng ngó đông ngóng tây, vì nếu làm như vậy thì tâm sẽ bắt theo cảnh bên ngoài mà không thể nào tham thiền được. Điểm này là chỗ quý vị phải đặc biệt chú ý. Thời gian trong khóa thiền pháp là vô cùng quý giá, một phút một giây cũng không thể bỏ phí. Quý vị hãy nắm chặt lấy cơ hội này mà tham thiền thì mới có thể phát triển trí huệ. Người tu hành trở nên trân quý cái túi da hô thối này, phải lìa ý nghĩ đó thì quý vị mới có thể dụng công tu hành. Nếu quý vị có chiều đại cái thể xác thân yêu này, thì quý vị sẽ biến thành nô lệ của nó và từ sớm đến tối chỉ lo phục vụ cho nó mà thôi. Do đó, người tu đạo chân chánh phải quán nó như một túi da hôi thối, nghĩa là tránh sự coi trọng nó. Cho cái thân mình là quý trọng thì sẽ có chướng ngại trên đường tu. Chúng ta phải mượn cái giả để tu cái thiệt, tức là nhận biết nó chỉ là một phương tiện mà thôi. Trong lúc tham thiền, điều tối kỵ là ngủ gục. Có hai loại bệnh mà đa số thiền sinh thường mắc phải, thứ nhất là trạo cử, thứ hai là hôn trầm. Nếu như tâm không bị vọng tưởng, thì lại bị cảnh hôn trầm chi phối. Bởi vậy, khi dụng công, phải vận dụng hết tinh thần để tham ngẫm, tuyệt đối không để cho ngủ gục. Nếu đã vào được định rồi, thì đó là chuyện khác. Công phu tham thiền sẽ dẫn tới chánh định, chánh thọ, đó còn gọi là tam muội. Nếu như đắc được tam muội, thì đây là cảnh giới như như bất động liễu liễu thường minh. Làm sao đạt được? Tất phải một phen khổ công tinh tấn vượt mực, trong tâm không một vọng tưởng cho đến lúc một niệm chẳng sanh toàn thể hiện. Cuối cùng sẽ thấy được bổn lai diện mục, bổn địa phong quang. Chìa khóa của tham thiền là thoại đầu, niệm trước niệm sau là tham thoại đầu. Tham miết sẽ tự nhiên khai ngộ, tham cho đến lúc sơn cùng thủy tận tự nhiên sẽ có tin vui. Cảnh giới hoa tươi dưới liệu sẽ xuất hiện trước mắt. Có người nói, tôi đã tham dự bao nhiêu khóa thiền tập, nhưng chẳng biết tại sao lại chưa khai ngộ. Nguyên do là vì quý vị chẳng nhận chịu được tất cả các thứ khổ, mà lại cứ mong cầu suông sự khai ngộ. Nên hiểu rằng khai ngộ là kết quả của sự tích lũy công phu, lâu dần công đức viên mãn, thời gian chín muồi tự nhiên quý vị sẽ được khai ngộ. Quý vị không có công phu gì mà lại muốn khai ngộ, thì đó chỉ là một vọng tưởng si mê, chẳng khác gì hết nhai mà muốn thưởng thức thiệt thiên à, một chuyện không thể thực hiện được. Ha ha ha,